Rồi, trưa hôm nay Trình chia sẻ và giao lưu với mọi người một cây mai Hồi giáo, cây rin. Cây này là cây chuẩn dáng lông Bình Định. Cây hiện tại thì nó có chiều cao là 1m05, tán ngang là 70, hoành thân 12. Đó. Cây này mình đi ghim tàn hết rồi, đi ghim nập cho nên là mình sẽ giao lưu nguyên cây chậu nha mọi người. Cho mọi người vừa nuôi ha. Nói chung mấy cây này là mình tuyển lựa những cây mà cốt dáng nó đẹp, chuẩn cây. Coi được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chi một ngọn. Đó. Phần tầng phần tán là rất là đều ha. Đây mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái cuồng thân nó đi. Đó, cuồng thân chính của nó này ha. Cây này rất là dẻo cây. Đó. Gốc đỡ đẹp nữa. Cái này già nha mọi người, cho nó khen coi đó. Khen coi cho nó là cốt thân thì nó cũng tương đối nhỏ, nhưng mà già coi mọi người nhìn già coi rồi. Đỡ hình chân trụ nè. Cuồng cây đẹp. Chân tây tán ra đúng điểm dương. Càng lên cao là nó càng gút lại thân ha. Đó, chuẩn coi không, nó giót thân này rất là khéo nha, thân nó giót rất là khéo. Rồi cái này mọi người có giao lưu trình báo giá là 1,4 triệu, trình báo ship xe tải nha mọi người. Những ai ở gần dọc đường quốc lộ 1A thì mình báo ship ha, báo ship xe tải. Còn gửi bưu điện thì trình giảm cho 200.000 luôn, trong tổng số tiền của cây trình giảm 200.000, trình không có bao ship. Đó. Còn nếu bao ship xe tải thì mình hỗ trợ giá 1,4 triệu mình bao ship nguyên cây chậu. Đó, coi chuẩn, coi phong cao, phong cao nhưng mà tây tán là mình đã rút lại rồi. Phong cao là mình không có bấm cho nó lùng lại, mình lấy chi nó nhiều tầng tầng nhánh. Đó. Tầng nhánh của cái các chi này phong coi nó đều nha mọi người. Quay trên cao luôn cho mọi người xem. Phôm nó chân phôm, chân cốt rồi. Rồi chỉ nuôi chơi thôi. Cái này là tết kịp bông búp nha. Do các cây cành này nó già hết rồi. À, vừa rồi bấm cua rút này, thu tán lại á. Uống xong mình thu tán lại cho mình không có đỡ cho nó dài ra. Không, coi nó rút rất là đẹp. Rồi giá 1,4 triệu mình bao ship xe tải nha. Mọi người có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0849 02 07 90. À, trình báo giá rất là rẻ rồi, không giảm giá thêm nha mọi người. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video. Cây mai giáo rất là đẹp.